sao Việt và những phát ngôn cực sốc khiến khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm. Giới showbiz luôn gắn liền với những thị phi và các sao Việt cũng góp phần không ít khiến làng giải trí thêm ồn ào bởi những phát ngôn cực sốc. Trấn Thành, người ta hoài nghi có tình yêu 10 năm hay không, đến Harry Won 9 năm còn gãy cơ mà. Tại lễ cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng, Trấn Thành là người đảm nhận vị trí dẫn chương trình trong suốt bữa tiệc. Anh cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp tới đàn em. Tuy nhiên ông bà ta lại có câu nói dài. Nói dài thành ra nói lại có lẽ vì quá xúc động trước tình cảm của hai nghệ sĩ mà Trấn Thành đã bất ngờ khơi mào lại câu chuyện tình của vợ mình với Tiến Đạt. Người ta hoài nghi có tình yêu dài 9 năm hay không đến Harry Won 9 năm còn gãy mà. Câu nói này của nam MC vô tình khiến nhiều người chỉ trích và cho rằng anh quá vô duyên việc đưa ra câu chuyện này nói đi nói lại không phải là điều hay và duyên dáng gì. Mong anh sẽ hạn chế để tránh nhận lại gạch đá cho chính mình. Chipu, ở Việt Nam cứ hễ cầm mic lên thì người ta gọi là ca sĩ. Nhưng mà ở Việt Nam thì cầm mic lên là ca sĩ rồi. Đây có lẽ là một trong những câu phát ngôn gây sốc mạng xã hội, cũng như khơi mào lên sự bức xúc của giới nghệ sĩ dành cho hot girl Chipu nhất. Từng là một hot girl tài năng của showbiz Việt, Chipu đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau và gặt hái được rất nhiều thành quả đáng nể. Tuy nhiên không biết vì duyên cớ làm sao Chipu lại chuyển hướng lấn sang làm ca sĩ và nhận về cho mình rất nhiều gạch đá của khán giả. Dù cho ai kia muốn nói gì, vẫn bước đi mặc kệ lý trí, hãy nghe con tim nói rằng just love. Thời điểm đó cô cũng từng có những phát ngôn gây lú cho khán giả. Khi được nhắc lại về nhận xét việc hot girl đi hát là xúc phạm đến nghề đi hát, cô thẳng thắn đáp trả khi có một vấn đề đang được quan tâm, việc mọi người nêu ý kiến là điều tôi không thể cấm. Những nhận xét đó thể hiện nhân sinh quan về cách nhìn đời, nhìn nghề của họ. Tuy nhiên, nếu người đồng nghiệp đó nhận xét văn minh và giảm định kiến hơn thì tôi sẽ tiếp thu. Còn về cách nói như thế thì tôi xin miễn bình luận. Nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản, nhưng mà people make it complicated. Đây là mình cứ enjoy cái moment này. Hương Giang, 2020 có lẽ là một năm khó quên nhất trong cuộc đời của Hoa hậu Hương Giang khi cô liên tục rơi vào cơn bão tẩy chay từ phía anti-fan trong một cuộc phỏng vấn đầu năm. Hương Giang tự tin chia sẻ, cô không quan tâm những lời nói miệt thị hay chỉ trích từ dư luận. Tôi có rất nhiều anti-fan nhưng không áp lực gì với họ. Anti-fan đang bị ám ảnh bởi việc phải làm tôi đau khổ nên luôn đeo bám. Tôi thấy họ mới là những người đáng thương nhất. Cuộc sống của họ chẳng có gì nên cứ quanh quẩn với những công việc sẽ khiến tôi đau khổ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi không có gì phải sợ hết, Hoa hậu chuyển giới chia sẻ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do Hương Giang nói đạo lý quá nhiều khiến anti-fan cảm thấy vô cùng nhàm chán và mệt mỏi. Cuộc chiến này kéo dài suốt một khoảng thời gian dài khi hai bên chính nghĩa và phi nghĩa không ai chịu nhượng bộ ai. Thế nhưng sau đó phía Hoa hậu Hương Giang cũng đã có động thái thu mình lại và đồng thời gửi lời xin lỗi đến với những khán giả yêu thương mình. Xin lỗi nếu những thái độ, cử chỉ, lời nói hay quyết định của Giang có vô tình làm tổn thương bất kỳ khán giả hay người đồng nghiệp nào hoặc khiến mọi người hiểu lầm và khó chịu, cô viết. Vũ Tắc Tiệp, tôi nghĩ không bệnh đến khu cách ly mới bị bệnh. Từ tối hôm qua giờ anh đến đây, anh cảm thấy rất ngột ngạt và không khí ở đây. Anh nghĩ là anh không bị bệnh, em đến đây anh bị bệnh đấy. Anh đến đây anh bị bệnh vì nó khác hoàn toàn với cuộc sống và cái sinh hoạt của anh. Vũ Khắc Tiệp hay còn được gọi với một cái tên thân thương như ông Hoàng cách ly chủ tịch Corona. Vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Hoàng cách ly đã có những chia sẻ khi phải đi cách ly tập trung rằng từ tối qua đến giờ tôi đến đây tôi thấy rất ngột ngạt, tôi nghĩ không bệnh đến đây bị bệnh vì nó khác hoàn toàn với cuộc sống ở ngoài. Lời chia sẻ này đã khiến rất nhiều nghệ sĩ cũng như cư dân mạng bức xúc la ó. Không ít bình luận đã lên tiếng phê phán Vũ Khắc Tiệp thiếu văn minh trong cư xử. Khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì anh lại có phát ngôn cùng với thái độ bất hợp pháp, thờ ơ như vậy là không thể bỏ qua. Anh xứng đáng được cách ly lâu hơn để biết thế nào là đau khổ.